Sau một thời gian dài tạm ngưng thì tour du lịch khám phá di sản miền Trung Đà Nẵng, Hội An, Huế, Thánh địa La Vang, Động Phong Nha 4 ngày 3 đêm đã được mở trở lại. Lưu ý, đây là một hành trình tour đi theo trục di sản miền Trung, lần lượt từ Hội An, Đà Nẵng ra đến tận Quảng Bình. Quý khách hàng nào đang tìm các tour du lịch theo dạng nghỉ dưỡng thì mình bỏ qua video này giúp em vì nó sẽ không phù hợp với nhu cầu đó đâu ạ. Hành trình tour du lịch miền Trung của Du lịch Sài Gòn Thành Công sẽ bắt đầu đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn làm thủ tục lên chuyến bay lúc 7 giờ sáng. Sau hành trình bay, đoàn đáp xuống sân bay Đà Nẵng, xe và hướng dẫn viên đón khách đi bán đảo Sơn Trà cùng tham quan và lễ Phật tại chùa Linh Ứng Bãi Bục. Ngôi chùa có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 67m cùng rất nhiều câu chuyện tâm linh linh ứng phi thường vô cùng thú vị. Rời khỏi bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng, đoàn đến nhà hàng dùng bữa ăn trưa với món ăn đặc sản Đà Nẵng rất nổi tiếng, thịt heo hai đầu da luộc cuốn bánh tráng. Kèm theo menu, mỗi khách sẽ được một tô mì Quảng, bánh đa, bánh bèo rất ngon và lạ miệng. Sau đó, đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Tour lưu trú khách sạn 4 sao tiện nghi và ấm cúng. Khách sạn nằm vị trí gần biển, có hồ bơi, hứa hẹn mang lại sự hài lòng cho du khách trong suốt quá trình lưu trú. Buổi chiều, xe đưa đoàn đi phố cổ Hội An, một địa điểm du lịch nổi tiếng cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía tây nam. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hội An mang vẻ đẹp bình lặng và cổ kính. Sức hấp dẫn của đô thị hơn 400 năm tuổi xuất phát từ những kiến trúc cổ, những mái nhà ngói rêu phong, những con phố đèn lồng đầy màu sắc. Hướng dẫn viên lần lượt dẫn du khách tham quan chùa cầu Nhật Bản, Hội quán Quảng Đông, Hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, nhà cổ Phùng Hưng. Sau khi dạo một vòng Hội An, hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn đến nhà hàng ngay tại trung tâm Hội An để dùng bữa cơm tối với nhiều món ăn ngon được chế biến dưới bàn tay của những đầu bếp hàng đầu tại địa phương. Tạm biệt Hội An, đoàn lên xe về lại thành phố Đà Nẵng nghỉ ngơi, tự do khám phá thành phố Đà Nẵng về đêm. Ngày tour thứ hai bắt đầu, đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đến khu du lịch Bà Nà Hill. Trên đường đi, đoàn có di chuyển ngang qua cầu vượt ngã ba Huế. Đây là cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam. Thiết kế cầu được lấy ý tưởng từ hình tượng Linga và Yoni, vốn là biểu tượng tín ngưỡng phồn thịnh của người Champa. Sau quãng đường di chuyển 25 km, đoàn đã tới với Bà Nà Hill. Đoàn tập trung di chuyển lên đỉnh núi. Bà Nà là nơi của những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ xuân hạ thu đông trong một ngày. Lên đến đỉnh Bà Nà, quý khách tham quan cầu vàng, làng Pháp, chùa Linh Ứng, công viên Fantasy. Sau khi đã tham quan hết một vòng của Bà Nà Hill, đoàn tập trung tại nhà hàng để dùng một bữa buffet rất hoành tráng tại Bà Nà Hill. Đến giờ hẹn, quý khách di chuyển xuống núi bằng một tuyến cáp với độ dài và chiều cao đạt nhiều kỷ lục thế giới. Kết thúc hành trình tham quan và khám phá Bà Nà Hill, quý khách trong đoàn lên xe tạm biệt Đà Nẵng, di chuyển đến thành phố Huế mộng mơ. Đến nơi, đoàn dùng cơm tối, sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Tại Huế, đoàn lưu trú khách sạn 4 sao ngay trung tâm. Buổi tối, đoàn tự do khám phá thành phố Huế về đêm. Ngày tour thứ ba bắt đầu, quý khách dùng điểm tâm sáng ngay tại khách sạn. Hành trình hôm nay đoàn sẽ đi lần lượt từ Huế đến Quảng Trị rồi ra Quảng Bình. Một ngày tham quan với rất nhiều điều thú vị đang chờ đoàn phía trước. Xe răng bánh, đi được khoảng 60 km, đoàn dừng chân tại Thánh địa La Vang, nơi còn được gọi với tên gọi Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang, thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một địa danh hành hương công giáo rất nổi tiếng. Theo sự dẫn dắt của bạn hướng dẫn viên, quý khách trong đoàn vừa đi tham quan vừa được nghe kể về truyền thuyết của tên gọi La Vang, sự tích Đức Mẹ La Vang hiển linh, và cuối cùng là cung cấp cho du khách trong đoàn thông tin về các lễ hội hành hương lớn trong năm tại La Vang. Tạm biệt Thánh địa La Vang, đoàn di chuyển tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn dừng chân tham quan chụp ảnh tại cầu Hiền Lương, cây cầu bắc ngang qua sông Bến Hải. Vị trí này nằm tại vị tuyến 17, cột mốc vị tuyến lịch sử rất nổi tiếng gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước Việt Nam trong thế kỷ thứ 20. Chụp ảnh lưu niệm xong, đoàn rời cầu Hiền Lương, tiếp tục cuộc hành trình đi đến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa. Sau bữa ăn trưa, hướng dẫn viên trong đoàn có báo về là khách phản hồi bữa ăn rất ngon và hợp khẩu vị. Điều đó làm cho em Nguyên cũng như tất cả anh chị em trong công ty du lịch Sài Gòn Thành Công cảm thấy rất vui và yêu nghề vô cùng. Quay lại với hành trình tour, sau bữa ăn trưa, quý khách lên xe di chuyển đến Động Phong Nha. Động Phong Nha nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nơi đã được tổ chức UNESCO nghiên cứu và công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đến nơi, du khách lên thuyền ngược theo dòng sông Son, thuyền sẽ đưa du khách vào tham quan Động Phong Nha. Quý khách có thể đi bộ ngắm nhìn những hệ thống thạch nhũ muôn hình muôn dạng rất tuyệt vời và rất đẹp. Kết thúc cuộc hành trình tại Động Phong Nha, quý khách lên xe về lại thành phố Huế. Buổi tối, đoàn đến nhà hàng dùng cơm, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Kết thúc hành trình tour ngày 3.
Ngày tour thứ tư bắt đầu, quý khách trong đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet. Hôm nay đoàn sẽ tham quan tại trung tâm của thành phố Huế, vùng đất cố đô, nơi được gọi là thành phố của những di sản. Cố đô Huế vốn có lịch sử và truyền thống lâu đời với những giá trị, bản sắc độc đáo. Sẽ đưa đoàn đến chụp hình tại tháp Kỳ Đài và cổng Ngọ Môn. Cổng Ngọ Môn là một công trình kiến trúc đặc sắc, bên cạnh vai trò là cổng chính ra vào của hoàng cung. Nơi đây còn là lễ đài trong nhiều sự kiện nổi bật của triều đình nhà Nguyễn ngày xưa. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình đưa đoàn đến với chùa Thiên Mụ, ngôi chùa có kiến trúc đặc sắc tại Huế. Đây là ngôi chùa Thiên 400 năm tuổi, được ví như linh hồn của mảnh đất Huế thân thương. Chùa nằm bên bờ bắc của sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. Nơi đây sở hữu phong cảnh hữu tình, trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách mỗi khi ghé thăm vùng đất cố đô. Rời chùa Thiên Mụ, xe đưa đoàn đến với nhà hàng dùng cơm trưa, một không gian nhà hàng sang trọng. Sau khi ăn trưa xong, đoàn di chuyển đến làng Hương Thủy Xuân. Đây không chỉ là một làng nghề truyền thống lớn nhất ở cố đô, Thủy Xuân còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn với nhiều khung cảnh rực rỡ sắc màu. Khi đến đây, du khách không chỉ được tham quan các cơ sở làm hương nổi tiếng mà còn có thể chụp hình với những bức ảnh check-in tuyệt đẹp qua lời kể của những nghệ nhân kỳ cựu tại đây. Chính làng Hương Thủy Xuân là nơi cung cấp hương chủ yếu cho toàn bộ khu vực Thuận Hóa, Phú Xuân. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, làng Hương Thủy Xuân vẫn tiếp tục phát huy những nét đẹp truyền thống mà ông cha để lại cho tới ngày nay. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh. Hành trình tour miền Trung 4 ngày 3 đêm của du lịch Sài Gòn thành công cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt. Xe đưa quý khách ra sân bay Phú Bài, Huế. Đoàn làm thủ tục lên chuyến bay về lại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc hành trình tour 4 ngày 3 đêm. Du lịch Sài Gòn thành công xin gửi lời cảm ơn chân thành và xin hẹn gặp lại quý khách ở những hành trình tour tiếp theo. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em.